Thân chào tất cả các thành viên của Đạo Tết, và có lẽ là một năm trôi qua quá nhiều sự kiện diễn ra và bản thân là team Âm Tết miền Nam thì cảm giác rất là có lỗi với các bạn, bởi vì đã rất là lâu rồi lại không có gì ra clip, và rất hy vọng là tranh thủ hai tuần lễ trước Tết này có một chút thời gian rảnh thì Âm Tết nhận tất cả những sản phẩm về giống như là chưa từng được test đồ phần cứng á, thì hy vọng sẽ có nhiều cái để cho anh em xem hơn. Tuy nhiên sẽ cố gắng làm clip thật ngắn gọn và có được những cái câu chuyện để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thì hôm nay trên bàn chúng ta có lẽ là các bạn cũng như các anh em cũng hiểu là chúng ta đang muốn làm về cái gì đúng không? Đã là dân vi tính thì chắc một lần cũng đã phải từng có cảm giác chơi may thúy rồi. Và trên bàn thì lần lượt tạm gọi là có một số cái option. Thì ở bên phía tay trái của mình á thì là những cái keo tải nhiệt nhiệt tảo mà các bạn có thể mua rất là dễ dàng. Rồi tiếp đó là MX2 và một cái dòng sản phẩm cũng rất là quen thuộc, đó là MX4 của Arctic. Đây là những dòng sản phẩm được gọi là gần như là keo tải nhiệt quốc dân dành cho mấy ông kỹ thuật viên ha. Thì MX2 thường thì nó phổ biến hơn vì giá nó rẻ và tải nhiệt cũng khá là ổn, rất là phù hợp cho cái việc là các bạn có thể thay thế cái lớp keo tải nhiệt khi mà chúng ta đã bung cái xin ra. Hầu hết người dùng bình thường thì họ sẽ hài lòng và cũng không biết được cái độ quan trọng của nó khi mà thay keo tải nhiệt, vì vậy hầu hết các bạn sẽ dùng cái keo nhiệt tảo này. Tuy nhiên kỹ thuật viên thì chắc chắn tối thiểu chúng tôi phải dùng từ MX2 trở lên, bởi vì trong clip này chúng tôi chứng tỏ cho biết là cái hiệu quả đem lại của nó như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ không nói đến hai cái ông xì ke nằm ở ngoài cùng đó đến từ thương hiệu Thermorigi, bởi vì đơn thuần nó không thuộc trong cái video này và nó không phù hợp cho hầu hết người dùng. Bởi vì cái keo này á chỉ có hai mục đích thôi. Một là mục đích sử dụng cho ép xung khi mà các bạn sử dụng nitơ lỏng, và đó là cái thế mạnh của Nam Tech. Tuy nhiên đó không phải là cái chuyện các bạn quan tâm. Và thứ hai là cái keo kim loại thì nó lại dùng để delete CPU. Nói chung tóm lại tạm thời tôi quăng bằng bên đi ha. Rồi, trong clip này các bạn sẽ thấy chúng tôi sử dụng một cái hệ thống khá là lạ mắt, bởi vì chúng tôi sử dụng một cái bo mạch chủ ITX, mini ITX cơ, nhỏ xíu thôi, để khẳng định rằng chúng tôi ghét nhất những cái ông mà suốt ngày gọi là tự kỳ ám thị, lúc nào cũng nói là mấy anh trên YouTube rồi có rất là nhiều những cái mainboard xịn, CPU xịn, phần cứng xịn, như vậy những cái các anh làm á thì chúng tôi chỉ dùng để coi cho sướng thôi. Không như các bạn, với Âm Tết thì chúng tôi rất mong muốn những cái gì chúng tôi nghiên cứu, những gì chúng tôi đã test qua, trải nghiệm qua thì sẽ chia sẻ cho các bạn được, và các bạn sẽ có được cái benefit từ việc xem clip này. Rồi, như vậy chúng ta sẽ dùng một cái main rất là bình thường thôi, B450i, không có gì quá hầm hố, và một con CPU cực kỳ khủng, đó là con 3900X, một con CPU mà hầu hết tất cả các bạn sẽ nghĩ rằng không phù hợp cho một cái bo mạch chủ, chỉ là B450 và chỉ là mini ITX, được chưa? Rồi, đầu tiên thời gian một chút xíu, chúng tôi làm sạch lớp keo tải nhiệt và chúng tôi sử dụng cái kem nhiệt tảo để dễ dàng thấy sự khác biệt khi mà các bạn sử dụng một cái keo lõm và một cái keo tốt. Thì không nói về MSI, hôm nay chúng ta sẽ tập trung về hai dòng sản phẩm hy vọng nó sẽ biến trở thành một cái keo tải nhiệt quốc dân mới. Bởi vì đơn giản, điều đầu tiên là giá cực kỳ phải chăng, thứ hai được phân phối chính hãng bởi một nhà phân phối đã có một cái thời gian phân phối rất là ổn định tại Việt Nam, đó là công ty An Phú. Và các bạn thấy đây là dòng sản phẩm Master Gel đến từ thương hiệu Cooler Master. Thì hôm nay chúng ta sẽ không nói nhiều về cái dòng sản phẩm Master Gel Regular, bởi vì nó sẽ thay thế đâu đó cho dòng sản phẩm MX2 thôi. Còn dòng sản phẩm Master Gel Pro này sẽ là cái mà mình muốn đề cập, bởi vì khi mà các bạn đã muốn tăng cái hiệu suất làm mát, nghĩa là nếu như các bạn chỉ muốn thay keo thì rõ ràng MX2 hoặc là Master Gel Regular làm tốt rồi. Tuy nhiên nếu các bạn muốn tăng được cái hiệu suất làm mát thì bắt đầu các bạn quan tâm đến một dòng sản phẩm Master Gel Pro. Cái việc các bạn quan tâm là giá nó bao nhiêu. Lý do mình nghĩ nó sẽ thành cái tản nhiệt quốc kem tản nhiệt quốc dân bởi vì giá rất là mềm, hàng chính hãng, đúng không? Tuy nhiên các bạn thấy là spec cũng rất là ấn tượng nè ha. Đó, thì các bạn nhân cái gravity với lại cái volume lên thì chúng thấy nó sắp xỉ khoảng 4g. Bây giờ chúng ta hãy điểm sơ qua về một số cái spec của nó ha. Thì trên đây thì các bạn vẫn có thể tham khảo trên website. Tuy nhiên các bạn sẽ quan tâm về thermal conductivity, cũng như là cái giá trị làm mát của sản phẩm này. Các bạn sẽ không cần quan tâm nhiều nó là gì, các bạn cứ hiểu nôm na là cái chỉ số này nó càng cao thì càng tốt. Thì với cái chỉ số của dòng sản phẩm Master Gel Pro thì các bạn sẽ an tâm là cái dòng sản phẩm này nó có cái khả năng làm mát tương đương với dòng MX4 khá là nổi tiếng trong giới kỹ thuật ha. Và các bạn thấy là trong cái clip này khi sử dụng cùng một cái headsin, đó là một cái dòng headsin ID Cooling rất là tầm trung thôi, với dạng top down để chuyên trị cho những dòng sản phẩm mini ATX của AMD, và sử dụng keo tản nhiệt
nhiệt đảo bình dân và keo tản nhiệt Master Gel Pro với giá cực kỳ phải chăng, đó là 180k cho một tiếp này. Thì một tiếp này 180k các bạn trung bình có thể xài từ 10 đến 15 lần. Nếu như các bạn vừa xài vừa liếm và mút thì tiết kiệm đó, thì có thể là 10 đến 15 lần, như vậy là một lần xài chưa tới 20k, quá rẻ cho một cuộc tình. Hai ly cà phê các bạn có thể xài được 2 lần. Và con CPU AMD Ryzen thì nó có cái tiết diện khá là lớn, thì như vậy là các bạn có thể sử dụng nhiều hơn nếu các bạn sử dụng bộ PC Intel ha. Với nhiệt độ sắp xỉ 91 độ dành cho keo tản nhiệt nhiệt đảo và cái cải thiện khá là ấn tượng với cùng máy sim, cùng một môi trường test khi chúng tôi sử dụng Master Gel Pro. Và các bạn biết là sau gần sắp xỉ là một năm trời thì cái quan điểm của chúng tôi về bộ vi xử lý Ryzen và cảm hưởng của keo tản nhiệt cũng như là cái hết sim nó hoàn toàn không thay đổi. AMD đem đến các bạn một con CPU tuyệt vời nhất khi các bạn sử dụng Air Cooling cộng thêm một cái keo tản nhiệt loại tốt. Ngay khi các bạn nâng cấp lên một cái dòng Water Cool cực kỳ cao cấp, chắc chắn nhiệt độ sẽ giảm, nhưng cái benefit có được và cái giá thành đầu tư nó hoàn toàn không tương xứng, mình nói thẳng là như vậy luôn. Vì vậy là nếu như các bạn á, hình dung ha, các bạn đổi một cái dạng kiểu tản nhiệt tower rất là to và mắc hơn rất là nhiều so với dòng sản phẩm Air Cooling mà các bạn xem trong clip này, thì cái nhiệt độ các bạn cải thiện được còn ít hơn rất là nhiều so với việc các bạn chỉ sử dụng 180k này chia cho 15 lần. Thì nó đem đến cho các bạn một cái mức cải thiện như vậy, và các bạn thấy từ cái điểm số cho đến cái nhiệt độ nó đã chứng tỏ điều này. Vì vậy, sau clip này, các bạn có thể tin chắc một điều rằng việc thay đổi keo tản nhiệt dành cho bộ VT Ryzen kết hợp với lại một cái headsin phù hợp và làm mát hiệu quả. Lưu ý là trong cái clip này chúng tôi bắt buộc phải thay đổi cái quạt của bộ VT cái headsin ID Cooling, bởi vì cái quạt đi kèm của nó rất là lởm các bạn. Thì lợi thế là nó dùng một cái quạt 120, rất là dễ dàng để tìm kiếm một cái quạt mạnh. Rồi, như vậy đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã muốn gửi đến cho các bạn. Có thông tin, có chia sẻ về cá nhân và có một số hình ảnh đến từ cái phần benchmark nhỏ của chúng tôi thôi. Bởi vì tôi nghĩ cái việc á, trải nghiệm game, cái việc benefit thực tế và nhiệt độ thế nào, nó phụ thuộc vào cái case của bạn cũng như là phòng bạn có máy lạnh hay không. Tất cả các bạn chúng tôi chỉ là để so sánh mà thôi. Nếu như các bạn quan tâm về việc làm mát cho cái máy tính của bạn và muốn chuẩn bị một cái máy thật là mát mẻ cho cái mùa Tết năm 2020, thì hy vọng các bạn đã biết mình có thêm một lựa chọn mới. Và hy vọng rằng sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái dòng sản phẩm Cooler Master Master Gel Maker, là cái dòng cao cấp nhất của Cooler Master, để có thể update thêm cho các bạn một số cái kết quả bên mát, có thể là 3950X. Rồi, và cuối cùng xin hân cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.